Hello, xin chào quý anh chị. Em là Tâm từ nagifit.vn và vuabathuat.vn. Hôm nay em sẽ quay video giới thiệu về các sản phẩm gạch cao su và thảm cao su bên em đang phân phối. Để anh chị có thể theo dõi, anh chị ở xa không điều kiện đến nhà máy của em thì để anh chị có thể theo dõi và đánh giá được chất lượng và chọn lựa được loại gạch và thảm cao su phù hợp với mình. Rồi, xin chào, bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng cái loại gạch kèm những cái video cận cảnh để các anh chị có thể xem nha. Đây là một số cái mẫu gạch, trong này là gạch 50x50cm. Ngoài ra thì mình có gạch kích thước là 1m x 1m, thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Thì anh chị có thể tham khảo sau nha, mình sẽ để là hình ảnh ở cuối video. Thì rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của từng loại gạch. Thì như quý anh chị thấy ở đây là có thảm gạch 50x50. Gạch thì có gạch đơn màu. Đây là gạch EBDM, có nghĩa là nó có hạt EBDM giống như cái thảm. Và đây là gạch EBDM, thì nó tùy theo cái mật độ mình sẽ có cái giá nó trên nhau một tí. Đây là gạch đơn màu. Thì trong cái độ dày thì ở phần gạch cao su thì nó có các độ dày như sau. Thì bên mình nhận làm độ dày từ 10mm đến 50mm. Mà thường thì khi các phòng gym thì thường sẽ dùng cái độ dày là 15mm. Như là độ dày đây. Đây là độ dày 15mm. Đó, mình có thể xem. Đó, 15mm nha. Thì nó giống như cái tấm gạch này. Đây là một cái tấm gạch đơn màu xanh lá cây, có độ dày là 15mm. Anh chị có thể xem cái bề mặt của cái gạch cao su. Rồi thứ hai là ở cái gạch đây là độ dày của nó là 20mm. Rồi có gạch đây là độ dày là 25mm. Đó, vậy thấy không, 25mm. Thì màu sắc thì bên mình sẽ nhận làm màu theo yêu cầu. Thứ hai là còn và cái kích thước theo yêu cầu là 50x50 hoặc là 1m x 1m. Thì còn về cái đây là gạch có hạt EBDM. Còn đây là gạch đơn màu. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Này là kích thước là dày 25mm nha. Thì những cái kích thước dày này có thể dùng để chỗ để mình thả tạ. Chỗ để thả tạ hoặc là muốn dày hơn nữa thì mình dùng chỗ sàn deadlift. Rồi về thứ hai là về cái thảm cao su này, thảm cao su nhập khẩu nha. Thì các bạn có thể xem cái bề mặt của nó, là thấy chất lượng bề mặt nó rất là mịn. Thì trên thị trường có những cái loại thảm cao su mà kém chất lượng thì bề mặt nó rất là rộ nha. Thì đây là thảm cao su nhập khẩu, nó có ba độ dày là 2mm, 4mm và 6mm. Đó, tùy theo cái yêu cầu của mình. Thì thảm cao su mình chỉ bán theo cuộn nha. Loại 20mm thì một cuộn là 15m, bề ngang là 1m. Còn loại 4mm với 6mm thì một cuộn nó là ngang 1m, dài 10m nha. Rồi, thì gạch cao su thì mình có nhận gia công theo yêu cầu. Đó. Thứ hai là các bạn thấy cái đây là hạt EBDM này, tùy theo mật độ nha. Đây là gạch đơn màu. Đó. Thì các bạn muốn yêu cầu mật độ ít hay mật độ nhiều thì cái giá nó sẽ tùy chỉnh một tí. Rồi mình xin cảm ơn rất là nhiều.